Hi, this is Lynn from the Goodall High School. Lại là cô Ngọc đây. Gặp lại các em ngày hôm nay thì mình sẽ đi nốt bài Further Practice mà cô đã hứa với các em buổi trước. Cái bài Further Practice ngày hôm nay thì sẽ liên quan một chút đến chủ đề Cultural Diversity, tức là sự đa dạng về văn hóa. Okay, now let's take a look at the short videos about wedding. Và bây giờ thì các bạn sẽ xem một cái đoạn video rất ngắn về chủ đề đám cưới, wedding. I want to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile you love it shines right through. And in this moment I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present comes past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast. Oh, okay. Rồi, vậy thì cái video rất là ngắn về chủ đề đám cưới thì nó trải qua một số các cái step cơ bản của hai cái cặp đôi, của cái cặp đôi đúng không các bạn? Vậy thì mình sẽ đi xem ra một chút là chúng ta sẽ có những cái từ vựng như thế nào khi chúng ta đi vào cái chủ đề như thế này ạ. Ok, với chủ đề về marriage, hôn nhân, vậy chúng ta có những cái từ vựng như thế nào đây? Nào, như chúng ta vừa nhìn thấy trong cái video, thì cái khi mà cái người nam này này, người ta ngỏ lời với bạn gái, ngỏ lời với bạn gái của mình đúng không ạ? Thì họ đang làm gì ạ? Proposal đúng không ạ? Một cái danh từ proposal là gì đấy ạ? Là lời cầu hôn. Vậy thì sau cái step proposal này, khi mà bạn gái say yes thì mình sẽ đến wedding, cái lễ cưới đúng không ạ? Wedding ceremony. Rồi chúng ta có một cái danh từ chỉ cái cặp đôi mới cưới là gì đấy ạ? Newlyweds. Vậy tính từ thì sao ạ? Chúng ta có newly married. Tính từ nhé, chúng ta chỉ cái trạng thái mới kết hôn, newly married. Rồi, vậy thì có bạn nào thắc mắc là chúng ta sẽ sử dụng cái cách nào để gọi cái người nữ ở trong lễ cưới và người nam trong lễ cưới không ạ? Người nữ thì chúng ta gọi là gì ạ? Bride. Và người nam thì chúng ta gọi là groom. Bride là cô dâu, groom hay là bridegroom là chú rể. Okay, mình đi tiếp này. Về con người trong lễ cưới, wedding ceremony, thì chúng ta có bên cô dâu thì có cái gì ạ? Bridesmaid là gì? Phù dâu, tức là những người bạn của cô dâu đúng không ạ? Hoặc là những người chị em họ hàng của cô dâu. Bên chú rể thì chúng ta có, tương tự chúng ta có groomsman là phù rể. Bên này là bridesmaid, thì bên này là groomsman. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái người rất là quan trọng, đó chính là best man. Vậy thì người này là ai ạ? Is a close friend, là một cái người bạn thân, or relative of the groom, hoặc là người họ hàng của chú rể. Người này có chức năng như thế nào ạ? Anh ấy sẽ give the best man speech, tức là gì ạ? Phát biểu trong cái lễ cưới của cô dâu chú rể. Và gì nữa? Organize a stag night, tức là họ gọi là họ cái stag night này này thì các bạn hiểu là một cái bữa tiệc độc thân đó. Thì trước khi lễ cưới đúng không, thì mình sẽ có một cái party nho nhỏ, thì chú rể sẽ join với lại bạn bè của mình để gọi là ăn mừng á, hoặc là chia tay cái sự độc thân của mình chẳng hạn, thì người ta gọi là stag night.
Vậy thì cái người best man này này, họ sẽ đứng ra và tổ chức này cái stag night đó. Ok, vậy thì chúng ta có bridesmaid, cô dâu, phù dâu này, groomsman, phù rể này, và best man, phù rể chính. Cái người này rất là quan trọng nhé. Ok, vocabulary thì chúng ta có như thế thôi. Rất là ngắn đúng các bạn. Thì chúng ta quay lại bài này. Đi vào phần đầu tiên là phần A, vocabulary. Bài số 1, chúng ta sẽ chọn chọn một trong bốn đáp án A, B, C, O, D. Câu 1 này, number 1. In Vietnam, guests often give money. Các người khách này thì thường give money, tặng gọi là đưa tiền đó, tặng tiền as a wedding present, như là một món quà cưới, to the chấm chấm chấm, đằng sau là couple, một danh từ. Vậy chúng ta sẽ điền tính từ vào đây. Vừa học xong, trong bốn từ này từ nào là tính từ? Chỉ cái trạng thái mới kết hôn á. Người ta là C đúng không ạ? Newly married. Câu 2 này, number 2. Chỗ trống nằm ở đầu câu và theo sau bởi to be. Vậy thì các bạn sẽ xác định đây là chủ ngữ này. Vậy các bạn sẽ chọn danh từ. Trong bốn từ này mình bỏ ngay được từ B. Cái đuôi E-O-U-S, shirts. Đây là đuôi tính từ này. Mình bỏ luôn, không chọn nó nữa. Chúng ta có superstition là sự mê tín. Tradition là phong tục tập quán hoặc là truyền thống đúng không ạ? Phong tục tập quán thì có S mà. Custom cũng là phong tục. Vậy thì chúng ta sẽ xét về nghĩa để chọn một trong A, C, O, D. Nào, đây là cái gì đó mà surprisingly widespread. Nó lan rộng, nó phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Including bao gồm a fear of Friday, the 13th. Một cái nỗi sợ hãi ngày thứ 6, ngày 13. And a belief in good luck charms. Và một cái niềm tin vào bùa may mắn. Không khoa học đúng không các bạn? Không khoa học thì nó là mê tín. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án A, superstition. Ok, number 3. Culture. Chỗ trống ở đằng sau culture là tính từ đúng không? Thế vậy thì chỗ trống này nó sẽ phải là danh từ. Vậy thì chúng ta lúc đầu tiên đó, cô có nói về cái chủ đề topic của chúng ta ngày hôm nay là cultural diversity, đúng không ạ? Sự đa dạng về mặt văn hóa. Chúng ta có diversity này, đa dạng này, sự đa dạng này. Distinct, loại luôn, vì nó là tính từ. Nó là tính từ mang nghĩa là rõ ràng này, dễ thấy này, riêng biệt này, loại luôn nhá. Difference, sự khác biệt, không phải. Equality, sự công bằng, sự cân bằng, sự bình đẳng, cũng không phải luôn. Vậy thì mình đã chọn D, diversity, một sự đa dạng về văn hóa. Rồi oppose, trái ngược với lại cái gì đây? Monoculture. Vậy thì cái tiền tố mono này này, nó là mỗi, là một, là đơn đúng không? Là độc. Vậy thì cái từ này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất này, các bạn sẽ sử dụng từ này trong nông nghiệp, mang nghĩa là độc canh. Tức là gì ạ? Trên một cái mảnh đất mà các bạn chỉ canh tác một loại thôi ạ. Ví dụ trồng mỗi lúa thì nó gọi là độc canh. Là xen canh là cái khác. Và cái thứ hai là nghĩa của từ monoculture này, nó là một cái nền văn hóa giống nhau ở nhiều nơi. Nó như kiểu là gọi là văn hóa một màu ấy, đúng rồi, văn hóa một màu. Tức là giống nhau ở nhiều nơi, nhiều quốc gia giống nhau như vậy. Kiểu như là một số nước thì là có cái văn hóa, ví dụ như Trung Quốc và Việt Nam thì có một số các cái văn hóa là khá là giống nhau, thì nó cũng gọi là monoculture. Rồi này, chúng ta có specific region, một cái vùng, một cái địa phương riêng biệt, đặc biệt đúng không? Specific, riêng biệt, xác định. Ok, vậy thì chúng ta chuyển sang câu số 4. Các bạn nhớ những cái từ vocabulary mới mà chúng ta vừa mới bàn với nhau đấy nhé. Câu số 4 này,
in the past, trong quá khứ, thì làm sao? The gì đó này, and the engagement ceremonies. Engagement ceremonies là gì ạ? Ceremonies là nghi lễ, nghi thức, lễ. Engagement là đính hôn. Vậy thì đây là lễ đính hôn. Took place 1 or 2 years before the wedding. Thì sẽ diễn ra 1 hoặc 2 năm trước cái lễ cưới. À, đấy là trong quá khứ đúng không ạ? Bây giờ thì mình có thể gộp vào. Vậy thì chúng ta sẽ chọn từ gì đây ạ? Suggestion. Không phải. Reception. Tiệc chiêu đãi đúng không ạ? Không phải. Marriage. Hôn nhân. Không phải. Đây chúng ta đang là nghi lễ nhá. Cái lễ đó. Vậy thì lễ đính hôn và lễ gì ạ? Lễ gì đây ạ? Chúng ta sẽ dùng proposal. Proposal vừa nãy chúng ta gọi là gì? Sự ngỏ lời đúng không ạ? Vậy thì cái lễ, lễ gọi là lễ, gọi là cái lễ, lễ cầu hôn. Lễ cầu hôn thì ở Việt Nam mình có cái từ hơi quen thuộc hơn là dạm ngõ đấy các bạn. Lễ dạm ngõ đúng không ạ? Còn cái lễ gọi là engagement, lễ đính hôn này này, thì ở Việt Nam mình thì hay gọi là lễ ăn hỏi. Vậy thì cái lễ dạm ngõ và cái lễ ăn hỏi đúng không ạ? Thì thường thì ngày xưa là nó diễn ra 1 đến 2 năm đằng trước lễ cưới. Đúng không? Thì mình có các cái step khác nhau như thế. Number 5 này. I'm kind of superstitious. Làm sao đây ạ? Chúng ta sẽ chọn giới từ đi với lại cái tính từ superstitious này. Nào, chúng ta sẽ đi với giới từ gì đây? Tôi mê tín về cái số 13. Mình sẽ chọn superstitious about. Đúng không? Mê tín về cái gì? Tôi mê tín về số 13. I'm superstitious about the number 13. Câu 6 này. On the wedding day, vào ngày cưới đúng không? The best man. Nãy mình học best man là gì nhỉ? À, là cái người phù rể chính của chú rể. Is expected to help the. Cái người phù rể chính thì sẽ giúp ai đây ạ? Bride, cô dâu. Groom, chú rể à? Bridesmaid, hay là giúp phù dâu? Hay là giúp reception à? Giúp tiệc chiêu đãi. Cái này loại luôn, là vấn đề loại luôn. Vậy thì cái người best man, phù rể chính, tạo gọi là phù rể thì người ta phải giúp. Be, groom, chú rể. Câu 7 này. The newly wedding couple plan to spend there. Nào, cái cặp đôi mới cưới thì plan to. Họ có kế hoạch làm sao đây ạ? Dành này, spend there. Cái gì đó in India. Vậy họ dành cái gì của họ ở Ấn Độ đây ạ? A, honeymoon là gì ạ? Kỳ trăng mật, kỳ nghỉ trăng mật đó. Tức là cái kỳ nghỉ của các cặp đôi sau khi cưới. Họ sẽ đi du lịch rồi thì đâu đó, hoặc là đi nghỉ một cái thời gian ngắn ngày. Ceremony, cái nghi lễ, nghi thức. Không phải. Bride, cô dâu. Groom là chú rể thì cũng không phải rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn A, honeymoon. Họ sẽ dành cái kỳ nghỉ trăng mật của họ ở Ấn Độ. Number 8, before the wedding, trước khi cái lễ cưới này, the groom này usually ask her brother. Cái này hơi sai sai một tí các bạn nhé. Đây này. Đề hơi sai. Rồi các bạn sửa lại nhé. The groom usually ask his brother. The groom là chú rể mà. Thì phải là his đúng không ạ? Brother này. Gọi là đề nghị này. Những cái anh trai, anh em trai của anh ấy này. Hoặc là người bạn thân nhất này, best friend, or father, hoặc là bố luôn. To be his best man. Làm cái người phù rể chính của anh ấy. Vậy thì mình xuất hiện một cái từ best man này, các bạn được biết rồi. Thì mình sẽ chọn một cái từ đồng nghĩa với best man. Bride, loại luôn. Cô dâu, loại.
Bridegroom. Không phải đúng các bạn. Vì cái này là chú rể mà. Bridesmaid là phù dâu thì cũng không phải rồi. Chỉ còn mỗi cái từ này thì theo phương pháp loại trừ thì chúng ta sẽ chọn. Đúng không ạ? Groomsman là gì ạ? Phu rể. Vậy thì thực chất là best man này, người ta chính là một groomsman, nhưng người ta có một cái vai trò quan trọng hơn. Người ta là phù rể chính thì người ta đương nhiên người ta sẽ là phù rể, nhưng người ta có vai trò quan trọng hơn. Người ta là chính mà. Người ta sẽ give the speech này, phát biểu này, và người ta sẽ organize the stag night. Number 9. The French language loss is official. Official là tính từ các bạn nhé. Chấm 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 ở đây, vậy chúng ta điền danh từ vào đây. And English became the speech. Và làm sao ạ? Tiếng Anh thì trở thành một cái ngôn ngữ mà không chỉ làm sao? The common people, không chỉ những người bình thường, những người thông thường, mà còn các tòa án và quốc hội, parliament as well, và cũng sử dụng nó. Vậy thì cái ngôn ngữ của Pháp, tiếng Pháp ạ, thì đã mất đi cái gì? Mất đi cái gì đó. Chúng ta sẽ chọn là, chúng ta điền danh từ vào đây thì chúng ta sẽ bỏ A và D, bỏ famous và bỏ prestigious, đúng không ạ? Từ này nghĩa là gì các bạn? Có uy tín, đúng không? Có thanh thế. Thì chúng ta biết ngay đây là danh từ này. Fame là gì? Sự nổi tiếng. Famous, nổi tiếng. Còn prestige là thanh thế, uy tín. Thì chúng ta có một cái cụm từ gọi là lose prestige. Chú ý nhé, đây là một cái cụm từ này. Có nghĩa là gì ạ? Mất uy tín. Mất thanh thế. Ra nhớ nhé, lose prestige. Vậy chúng ta có một cái cụm từ nữa trái ngược với cái từ lose prestige là lose nhá, prestige là mất uy tín, đúng không? Và có một cái cụm từ trái ngược với nó, chúng ta sẽ dùng từ regain prestige. Câu thứ hai các bạn nhé, là gì ạ? Lấy lại. Number 10, câu cuối này. Cái gì đó, điền danh từ đúng không ạ? Để làm chức năng là chủ ngữ. Is a ceremony là một cái nghi lễ hoặc một cái dịch vụ mà làm sao đấy ạ? Được tổ chức shortly, một cách ngắn gọn này, after a person's death, sau một cái chết của một ai đó. Vậy thì cái nghi lễ gì mà chúng ta tổ chức sau lại cái sự mất mát ạ? Chúng ta có từ gì đây? Wedding, từ cưới, chắc chắn là house moving day, ngày chuyển nhà, không phải. Farewell party, một bữa tiệc chia tay, không phải. Vậy thì chúng ta còn A, funeral, là gì ạ? Tang lễ, funeral, tang lễ. Thì chúng ta chọn A nhé. Rồi, chúng ta sang bài số 2. Give the correct form of the words in brackets. Chúng ta sẽ làm bài word form, word formation, loại từ. Các bạn khá là quen thuộc với cái bài đoạn bài này rồi, nhưng cô không cần nhắc lại các cái tips nữa. Thì chúng ta chỉ cần xác định cái từ mà chúng ta cần điền ở loại từ gì thôi nhé. Câu 1 này, loại từ gì đây? Đằng sau là ceremony, danh từ. Vậy thì chỗ trống phải là tính từ. Hoặc là một danh từ để tạo thành một cụm danh từ, đúng không các bạn? Rồi, vậy chúng ta chọn từ gì ạ? Bên trên chúng ta có rồi. Với từ propose, ngỏ lời, thì chúng ta có danh từ gì ạ? Nào, chúng ta đã được xem cái phía này bên trên rồi này. Đây này. Đây này. Proposal, đúng không các bạn? Proposal ceremony is one of the three stages of a Vietnamese traditional wedding. Đấy, như cô vừa nói ở bên trên ấy, chúng ta có các cái stages của wedding traditional của Việt Nam á, tức là ba cái bước, ba cái nghi lễ
cơ bản của một cái đám cưới Việt Nam. Nghi lễ thứ nhất là gì ạ? Proposal ceremony. Lễ ngỏ lời hay còn gọi là lễ dạm ngõ. Thứ hai là chúng ta có lễ gì đây ạ? Sau cái lễ dạm ngõ là lễ engagement ceremony, là lễ đính hôn hay còn gọi là lễ ăn hỏi. Tiếp theo là wedding ceremony hay còn gọi là lễ cưới. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ điền proposal ở đây. Rồi này. Number 2. Before wedding ceremony. Trước cái lễ cưới thì there must be an gì đó ceremony. Nó lại cái gọi là cái một trong cái three stages of a Vietnamese traditional wedding. Là gì ạ? Engagement. Lễ đính hôn đúng không ạ? Hay gọi là lễ ăn hỏi. The number three này. It is believed that meeting a black cat. Nó được tin rằng này. Người ta tin rằng này. Gặp phải một con mèo đen. Is lucky. Là may mắn. Nhưng it is cái gì đó to walk under a ladder or break a mirror. Nhưng này, nếu như đằng trước nó là lucky, đằng sau chúng ta có từ bad, vậy thì phải là trái ngược với từ lucky đúng không ạ? Chúng ta có từ gì trái ngược với lại lucky mà sử dụng từ luck nó? Gặp mèo đen thì là may mắn, nhưng gặp đi dưới cái thang này và break a mirror, làm vỡ gương thì là unlucky, không may mắn. Đúng các bạn. Câu 4 này. Working as a volunteer provides you with opportunities to know more about culture. Chúng ta dùng từ gì ở đây? Danh từ nào? Của từ diverse. Chúng ta có từ diversity. Sự đa dạng về văn hóa. Câu 5. If you want to get on well with your college, you should pay. Nào, bạn cần phải làm gì đây nè? To some common features of their cultures. Bạn sẽ cần phải làm sao đấy ạ? Attend. Chúng ta sẽ dùng một cái từ gì đối với cái từ pay. Thì chúng ta có một cái cụm từ gọi là chú ý đó. Pay attention. Các bạn nên chú ý về những cái gọi là những cái yếu tố cơ bản thông thường ở trong văn hóa của họ, đúng không ạ? Khi mà bạn muốn gọi là thân thiết hơn với lại cái đồng nghiệp của mình, thì ví dụ như chúng ta khác cùng tỉnh thì còn không nói làm gì, nhưng chúng ta khác tỉnh này, khác vùng, khác miền này, hoặc hơn nữa là khác quốc gia, khác về gọi là về văn hóa, thì chúng mình phải để ý này. Ví dụ như người ta kiêng kỵ những cái gì đó, thì chúng ta gọi là pay attention to some common features of their cultures. Number 6. He is trying to work hard so that he is promoted to a higher and more. Cái gì đó? Position. Chúng ta nhìn thấy more này. Đằng sau là position, danh từ này. Thì chúng ta sẽ điền tính từ vào đây. Đúng không ạ? So sánh hơn, đúng không? Chúng ta có từ prosper. Động từ. Là làm cho thịnh vượng, làm cho phát đạt. Thì chúng ta sẽ chọn một cái tính từ của từ prosper. Là gì đấy ạ? Prosperous. Prosperous position, tức là một cái vị trí thịnh vượng, phát đạt hơn. Câu 7 này. It cannot be denied that superstitious. Làm sao đây? Exist in many cultures. Chúng ta có tính từ này. Thì đằng sau là đây có động từ này, đây có tính từ này. Vậy thì cái này là chủ ngữ. Cả một cái cô đang bôi đen này này, nó sẽ là chủ ngữ. Vậy chúng ta sẽ điền danh từ, đúng không ạ? Thì tính từ kết hợp với danh từ tạo thành cụm danh từ thì nó mới là chủ ngữ được, đúng không? Nào, chúng ta chọn danh từ của believe nào. Chúng ta có superstitious, but be
belief. Và chúng ta thêm cho cô chữ S vào nữa. Đúng không? Superstition, beliefs. Những cái niềm tin mê tín, hay còn gọi là những cái sự mê tín, tồn tại ở nhiều nền văn hóa. Câu 8, number 8. After the wedding day, sau ngày cưới, thì the gì đó of couples live on honeymoon in a very romantic place. Thì sau lễ cưới thì gọi là cái gì đó, cụm từ gì đó, couples, gọi là các cặp đôi đi, thì sẽ đi nghỉ trăng mật ở những cái địa điểm rất là lãng mạn. Chúng ta có major là tính từ mang nghĩa là quan trọng, to lớn. Bây giờ chúng ta chọn một cái danh từ của từ major. Là gì ạ? The majority. Các bạn đọc từ này rất là nhiều rồi. The majority. Một cái gọi là cái đa số các cái cặp đôi ấy là sẽ đi nghỉ trăng mật ở những cái nơi rất là lãng mạn. Câu 9 này. My mother always chooses a favorable time for the important occasions. Mẹ tôi thì thường gọi là luôn luôn chọn những cái giờ thích hợp, đúng không ạ? Giờ đẹp ấy, favorable time. Chúng ta có giờ đẹp cho những cái dịp quan trọng, đúng không ạ? She is rather. Chúng ta chọn tính từ ở đây là từ gì bên trên mình vừa mới làm đó. Đó, superstitious. Superstitious, đúng không? She is rather superstitious. Cô ấy khá là mê tín. Mẹ tôi thì khá là mê tín. Câu 10 này. As for gì đó, believe, đúng không? Vậy thì đứng trước danh từ này, phải chăng đây là tính từ? Vietnamese people think that their ancestors have gone to live in another world. Thì những con người Việt Nam này thì nghĩ rằng họ, tổ tiên của họ, ancestor, đã gọi là sang một cái thế giới khác, live in another world. Để chúng ta chọn tính từ của traditional là traditional. As for traditional belief là gọi là cái theo cái niềm tin truyền thống á, thì là người Việt Nam nghĩ rằng tổ tiên của họ là sẽ sang cái thế giới khác sau khi mất. Rồi, chúng ta xong hai cái bài về vocabulary, sang cái phần ngữ pháp này. Thì ngữ pháp của chúng ta sẽ review lại hai cái phần mà chúng ta đã học rồi. Đó là phần A, về so sánh hơn và so sánh nhất này. Comparative và superlative degree of adjectives. So sánh hơn và so sánh nhất với tính từ. Thì mình review lại một chút, cô đi rất là nhanh thôi. Chúng ta có so sánh hơn. Công thức đối với tính từ ngắn này. Nhắc lại tính từ ngắn một chút. Tức là tính từ từ một âm tiết, đúng không? Có một âm tiết thôi. Hoặc là một số các cái trường hợp đặc biệt có hai âm tiết. Ví dụ như quiet, ví dụ như happy, đúng không? Thì mình dùng happier, chứ mình không dùng là more happy. Mình dùng quiet, nhưng mình không dùng là more quiet. Đó thì một số cái tính từ có hai âm tiết, nhưng nó trong trường hợp đặc biệt thì vẫn được coi là một tính từ ngắn. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chủ ngữ này cộng với động từ to be này, tính từ mà, cộng với lại tính từ ngắn thêm đuôi era, đúng không? Và then, quan trọng nhất là từ then này, và cộng với lại chủ ngữ 2 cộng be hoặc là object. Vậy chúng ta có một cái câu ví dụ như sau. Cô ấy cao hơn tôi. Chúng ta có thể nói bằng hai cách. Một là she is taller than me. Cách thứ hai là she is taller than I am. Rồi, sang đến tính từ dài này, thì chúng ta đổi đi một chút. Đó chính là những cái tính từ có hai âm tiết trở lên, thì chúng ta sẽ dùng với more thay vì chúng ta thêm er vào đằng sau tính từ. Ví dụ này, he is more intelligent than I am, hoặc là than me, đều được nhá.
sang đến so sánh nhất này. Thì là so sánh nhất tức là như thế nào ạ? Các bạn so sánh một cái gì đó trội lên hơn hẳn so với các cái khác. Ví dụ như là khi mà so sánh nhất thì chúng ta thường có of all, hoặc là in our class, chẳng hạn in my family, hoặc là I have ever met, tức là tôi từng gặp ạ. Thì mình sẽ biết đó là một cái dấu hiệu nhận biết ở bên so sánh nhất. Rồi đối với tính từ ngắn thì chúng ta thay vì thêm đuôi a như bên trên thì chúng ta sẽ thêm đuôi ist, est. Ví dụ này, he is the tallest boy in this family. Chúng ta có nhớ mạo từ the nữa nhé. Vì xác định mà, người cao nhất. Xác định rồi thì chúng ta phải có the. Long adjectives này. Đối với các tính từ dài thì chúng ta sẽ đổi là thêm the most. These shoes are the most expensive of all. Những cái giày này là cái đắt nhất trong tất cả mọi cái. Rồi, vậy thì đối với so sánh hơn và so sánh nhất như thế này, chúng ta sẽ sang đến phần thứ B, là phần articles, mạo từ. Thì mạo từ các bạn học từ cái thuở xa xưa rồi cơ. Thì chúng ta được, mạo từ chúng ta chia làm hai loại. Một là definite article, mạo từ xác định, chính là từ the. Vậy thì ôn lại là từ the sẽ đứng trước những cái gì đây ạ? Các danh từ là duy nhất hoặc được xem là duy nhất. Ví dụ như là the sun, the earth, đúng không ạ? Những cái mà chỉ có một thôi ạ. Một và duy nhất. Hai là các danh từ vừa được đề cập trước đó, tức là đã xác định rồi, đã được biết rồi. Ví dụ như ở câu có hai câu chẳng hạn, câu trên mình vừa nói là a book, câu sau mình đã refer về đằng trước rồi thì mình sẽ nói là the book. Thứ ba này là danh từ chỉ một đồ vật riêng biệt mà người nói người nghe đều hiểu. Tức là khi mình nói là the cộng với danh từ thì tức là mình ngầm hiểu rằng cái danh từ đó cả mình và cả người được nghe đều hiểu nó là cái gì rồi. Thì mình sẽ dùng the. Thứ tư này là một danh từ riêng, tên riêng á. Và thứ năm chúng ta dùng trước so sánh nhất, trước first, second và only. Đó, một số các cái trường hợp tiêu biểu của mạo từ the, mạo từ xác định. Vậy thì cái mạo từ không xác định, indefinite article, a và an, thì là sử dụng trong các trường hợp nào đây? Sẽ đứng trước danh từ số ít đếm được. Nhớ là phải đếm được nhé. Không đếm được chúng ta sẽ không dùng với mạo từ. Và các danh từ chung. Vậy thì danh từ chung là danh từ gì? Tức là không phải tên riêng. Các danh từ ví dụ như là book này, mà nó không xác định đã nhé. Book này, pen này, laptop này, hay là the telephone này, a telephone đúng không ạ? Vậy thì a và an thì nó khác nhau ở chỗ nào? A là sẽ đứng trước các cái danh từ bắt đầu bằng phụ âm. An là nó sẽ đứng trước các cái danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. Ví dụ như an apple, an orange. Còn a thì chúng ta có a book, a laptop, a pencil. Đúng không các bạn? Rồi, vậy thì ôn tập qua một chút thôi. Thì chúng ta sẽ nhớ lại cái kiến thức về so sánh và mạo từ. Sau đây chúng ta sẽ làm bài này. Bài số 1. Chọn đáp án A, B, C, O, D. Câu 1 này. In Spain, ở Tây Ban Nha, it is believed to be bad luck to enter. Người ta tin rằng sẽ có một cái điểm xấu, một cái vận rủi khi mà làm sao đây? Bước làm sao đây ạ? Vào phòng với chân trái. Ừ. Vậy thì bước vào phòng với chân trái thì được coi là điểm rủi ở Tây Ban Nha. Thì chúng ta sẽ chọn cái mạo từ gì ạ? Nó đã xác định hay chưa? Chưa thấy nhắc đến. Nó là danh từ chung hay danh từ riêng? Nó đếm được hay không đếm được ạ? Room, căn phòng. Chúng ta sẽ chọn A, đúng không ạ? Hai này. Number two, cultural diversity makes the United States a gì đó interesting place in which to live for all its inhabitants. Nó so sánh hơn nào. Biến
nước Mỹ trở thành một cái nơi thú vị hơn nhiều. Đúng không ạ? Chúng ta lượn lại bên trên này. Thì trước so sánh hơn thì chúng ta có thể dùng từ gì đây? Much hoặc là far. Thì chúng ta sẽ dùng đáp án nào đây ạ? Much more, phải không? Interesting place. Câu 3 này. They invited these friends and their families. Chắc là they đấy. Their friends and their family to special meal. Đã xác định chưa các bạn? Xác định chưa? Danh từ chung hay danh từ riêng? Chúng ta chọn mạo từ gì ạ? Đó. Chúng ta chọn a special meal. It was có từ first này. Chọn luôn the. Vậy thì a và the là đáp án nào đây? B. Today, Australia is one of một trong những, đúng không ạ? Vậy thì đây là xác định rồi. Một trong những cái quốc gia mà sao đa dạng nhất, đa dạng về văn hóa, đúng không? Culturally diverse country in the world, đúng không ạ? Đa dạng về văn hóa nhất trên thế giới. Vậy thì chúng ta đã xác định rồi. Và Australia là một trong số đó. Chúng ta dùng mạo từ the. The gì đây? The most culturally diverse. Câu 5 này. There are some things Americans would change. Có một vài điều mà người Mỹ sẽ thay đổi này. And gì đó thing people would change is their education. Chúng ta sẽ chọn. Chọn gì nhỉ? Rồi ạ, vậy thì cái thing này nó đã xác định hay chưa? Chúng ta có some things được nhắc ở câu trước. Vậy thì ở câu sau là thing là đã xác định rồi. Có một vài điều mà người Mỹ sẽ thay đổi. Và cái điều lớn nhất, đúng không các bạn? The biggest thing. Xác định. People would change is their education. Câu 6 này, number 6. People from England who went to live in North America. Vậy thì đứng trước people chúng ta có dùng a không ạ? A và an nó chỉ dùng cho danh từ số ít này, đếm được này. Đúng không ạ? Đây này. Vậy thì loại a và an chúng ta có dùng the trước people không ạ? Không. Vậy thì trường hợp này chúng ta chọn B. People from England. Nói về people một cách chung chung, không phải là xác định. Chúng ta sẽ chọn people from England. Rồi câu 7 này. Cultural diversity makes our country. Cái sự đa dạng về văn hóa thì làm cho cái quốc gia của mình này. Thì làm sao đây ạ? Thì phải là giàu hơn. Là giàu mạnh hơn đấy. Richer, đúng không ạ? By making it a more interesting place in which to live. Đúng không? Chúng ta dùng so sánh hơn. Câu 8 này. These people wanted to start. Nó dùng mạo từ a new life in a new country. Phải không các bạn? Mạo từ không xác định. On one spring day này, vào một ngày mùa xuân, thì làm sao? Làm sao ạ? Cái này là tên riêng nhé. Ở đây này, ở bên trên nó có này, nó giải nghĩa này. People from England này, người từ gọi là từ England, từ Anh ấy, who went to live in North America. Người mà đến Bắc Mỹ gần 400 năm trước này thì sẽ được gọi là Pilgrim. Ừ, nó là cái tên riêng thôi. Nó là cái tên mà người gọi cái người Anh mà đi đến Bắc Mỹ, di cư đến Bắc Mỹ để sống, gọi là Pilgrim. Vậy thì vào một ngày mùa xuân thì Pilgrims met two Native Americans. Native là gì ạ? Bản địa.
gặp hai người Mỹ bản địa, Squanto và Samoset, who could speak English, những người mà có thể nói được tiếng Anh. Nó chọn vào từ gì đây? The Pilgrim, đúng không? Những gọi chúng ta chỉ một cái nhóm người đó, một cái nhóm người Anh mà di cư đến Bắc Mỹ này. The Pilgrims. Câu 10 này. They had food nè. Đồ ăn có đếm được không các bạn? Không. Vậy chúng ta không chọn ơ. Và cũng không chọn the. Chúng ta sẽ chọn đường ngắn. Bỏ trống. They had food and warm homes. Số nhiều đúng không? Thì chúng ta chọn phương án B. For winter. Họ có thức ăn và nhà ấm trong mùa đông. So they wanted to say thank to their Native American friends. Vẫn đang nói về Pilgrim ấy. Rồi sang bài 2 này. Bài 2 thì mình sẽ làm với các dạng của comparative, so sánh hơn hoặc so sánh nhất. Câu 1. Câu 1 nè các bạn. Câu 1 chúng ta có in my opinion Spanish, trong gọi là theo quan điểm của tôi thì tiếng Spanish là gì ạ? Tiếng Tây Ban Nha là sao? Easy foreign language to learn. Để chúng ta dùng so sánh hơn hay so sánh nhất. So sánh hơn thì nó phải có cái gì đó để so sánh. Để các bạn nhìn thấy nó có cái gì so sánh chưa? Không có, vậy thì nó là so sánh nhất. Is the easiest foreign language to learn, đúng không ạ? Easy là tính từ ngắn. The easiest Câu 2 này. They say it's chấm 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 to have loved and lost than never to have loved at all. Họ nói rằng là sao nó tốt khi có khi mà yêu rồi mất, tức là dạng như là có được tình yêu rồi mất đi á, hơn là chưa bao giờ yêu. Vậy chúng ta xuất hiện từ than thì chúng ta biết ngay đây là so sánh hơn. Thì chúng ta có dạng so sánh hơn của từ good là gì ạ? Better. Câu 3. Even. Đúng sao ạ? Prepare plans can go wrong. Không thấy có từ then. Không thấy có đối tượng so sánh. Vậy đây là so sánh nhất. Vậy chúng ta đang nói về vấn đề gì đây? Kể cả một cái gì đó mang tính cẩn thận này, một cái những cái kế hoạch này được chuẩn bị một cách cẩn thận nhất thì có thể đi sai, đúng không ạ? Vậy chúng ta làm là gì đấy ạ? So sánh nhất với lại tính từ dài nào. Đầu tiên là phải có the, xong đến nhất, most, sao ạ? Carefully. Câu 4 này. In the Anto Adige, đúng không? Anto Adige region of Italy. Đây là một cái vùng của Ý thôi nhé, nó chả là cái gì cả. In the Anto Adige region of Italy, the German dialect, đúng không? Tiếng địa phương ngữ, tiếng gọi tiếng thổ ngữ mà là của người Đức thì được nói much gì đó. Italian. À, chúng ta chọn so sánh gì đây ạ? Có từ much này mà có đối tượng so sánh này. German và Italian này. So sánh hơn, đúng không ạ? Much more frequently than Italian.
Rồi chúng ta có so sánh hơn nhé. Đấy, các bạn mới nhìn thấy đối tượng được so sánh này, hoặc là có từ then này thì các bạn biết đấy là so sánh hơn. Còn nếu không có như câu 1 và câu 3 thì nó là so sánh nhất. Câu 5 này. Sumo này. Wrestlers must be này, heavy athletes in the world. Chúng ta xuất hiện từ in the world, trên thế giới. Vậy đây là so sánh nhất. Những cái đồ vật sumo thì chắc hẳn này là những người làm sao vận động viên nặng nhất thế giới. Wrestlers nào, must be heavy là tính từ ngắn hay tính từ dài? Nó là tính từ ngắn, mặc dù nó có hai âm tiết. Thì chúng ta sẽ chọn nào, the, so sánh nhất với tính từ ngắn. Chúng ta sẽ thêm hậu tố est, east, đúng không ạ? Heaviest. Sumo wrestler must be the most the heaviest athletes in the world. Rồi, chúng ta sang bài cuối cùng này. Vậy chúng ta sang bài cuối cùng là bài writing. Hoàn thành các câu sau bằng các cái từ cho trước với một cái nghĩa tương tự như cái câu đằng trước mà mình viết. Đây gọi là dạng bài viết lại câu. Vậy thì yêu cầu đề bài là gì đây? Chúng ta sẽ sử dụng cái superlative là gì ạ? So sánh nhất. Vậy thì chúng ta sẽ đảo cái câu này thành so sánh nhất. Câu 1 này. Russia is bigger than any other country in the world. Nước Nga thì lớn hơn mọi quốc gia khác trên thế giới. Thì tức là nó lớn nhất. Vậy mình sẽ nói là Russia is the biggest country in the world. Câu 2. Many people believe that no sea in the world is warmer than the Red Sea. Mọi người thì tin rằng không có một cái biển nào mà trên thế giới mà ấm hơn Biển Đỏ. Vậy thì Biển Đỏ là ấm nhất rồi. Chúng ta nói rằng many people believe that, đã này, Red Sea, the Red Sea is the warmest in the world. Câu 3 này. The Nile is longer than any other river in the world. Sông Ninh thì dài hơn tất cả những cái sông khác ở trên thế giới. Rồi nào, vậy thì là nó là sông Nile này, nó là dài nhất. Mình hay quên đọc tiếng Việt là sông Ninh ấy, nhưng mà nó đọc tiếng Anh là Nile các bạn nhé. Rồi vậy sông này nó là sông dài nhất nào. The Nile is the longest river in the world. Câu 4 này. No ocean in the world is deeper than the Pacific. Nào, vậy thì cái đại Tây Dương này nó là sâu nhất. Thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Rồi chúng ta sẽ nói là the Pacific Ocean, hoặc là không có ocean cũng được, is the deepest ocean in the world. Đúng không ạ? Pacific Ocean, đại Tây Dương, thì là một cái đại dương sâu nhất trên thế giới. Câu cuối cùng này. Mount Everest is higher than every mountain in the world. Vậy thì nó là cao nhất. Chúng ta sẽ nói là Mount Everest is the highest mountain in the world. Bài dễ phải không các bạn? Vậy chúng ta đã chữa xong cái bài Further Practice ngày hôm nay. Vậy thì các bạn, nhiệm vụ các bạn về nhà này là chúng ta ôn lại tất cả các cái vocabulary mà chúng ta vừa mới xem ngày hôm nay. Theo đó là các bạn sẽ ôn lại một chút về các cái ngữ pháp, về so sánh hơn, so sánh nhất, cùng với lại mạo từ để cho nó nhuyễn đi. Rồi vậy thì buổi học của chúng ta kết thúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi khác.